quý khán giả, khởi nghiệp bắt nguồn từ những ý tưởng có tính đột phá và khác biệt trong nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Để khởi nghiệp thành công, mỗi người phải nắm bắt thời điểm thích hợp, tạo ra những sản phẩm mang tính bền vững. Mỗi người một sản phẩm, một câu chuyện khởi nghiệp khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tình yêu trăn trở với nông sản của nông dân. Trong 10 dự án xuất sắc cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm nay, tỉnh Cà Mau có 2 sản phẩm đạt giải cao nhất. Có được sự thành công này, ngoài những đề án hỗ trợ doanh nghiệp, còn có tư duy về khởi nghiệp của những nông dân. Một dự án hôm nay hoàn toàn có thể phát triển thành một doanh nghiệp tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế trong tương lai. Trong 77 hồ sơ thí sinh Cà Mau gửi về cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm nay thuộc các lĩnh vực công nghệ ứng dụng, biến đổi khí hậu, du lịch, chế biến thực phẩm, là của những người có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh và đầu tư sản xuất. Các dự án khai thác thế mạnh tài nguyên bản địa, các start-up còn tìm hướng đi phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả. Trong đó, hai dự án nâng tầm giá trị con cua Cà Mau và giải pháp khử trùng bền vững ứng dụng công nghệ điện hóa đạt giải cao nhất cuộc thi. Ban giám khảo, nhà đầu tư đánh giá cao bởi sản phẩm không đi theo lối mòn, mang hàm lượng ứng dụng khoa học kỹ thuật cao phù hợp với xu thế hiện nay. Có được trái ngọt này là nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Cùng một chính sách hỗ trợ khởi nghiệp từ trung ương, nhưng tỉnh có sự thay đổi linh hoạt để phù hợp với tình hình khởi nghiệp thực tế. Cà Mau là một trong số ít tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long có ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp, tập trung nguồn lực tiếp cận, nắm bắt thông tin khởi nghiệp từ học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ, tư vấn tham gia các chương trình bồi dưỡng hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ở các tỉnh thì gần như là người ta triển khai theo cái ngành dọc, ví dụ như 844 thì giao cho Sở Khoa học Công nghệ triển khai, hoặc là 665 thì giao cho Sở Giáo dục, hoặc là 939 thì giao cho phụ nữ. Tuy nhiên thì ở Cà Mau thì chúng tôi tham mưu cho tỉnh ban hành một cái chính sách chung, tức là họ là ban hành một cái ban chỉ đạo chung để thực hiện tất cả các đề án đó trên địa bàn tỉnh. Thì gần như là cái chương trình đó, ban chỉ đạo đó thì tham mưu chính là Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau, là chúng tôi hàng năm xây dựng những cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho các cái đối tượng trong các cái đề án của Trung ương. Từ năm 2019 tới nay, Ban Chỉ đạo Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau lựa chọn 10 mô hình khởi nghiệp triển vọng, tiềm năng và phát triển nhanh để hỗ trợ vốn, giúp doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện sản phẩm tiếp cận với khách hàng. Đơn vị tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn từ cơ bản đến chuyên sâu. Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết, chính sách hỗ trợ là chưa đủ, cần thay đổi tư duy, cách nhìn về khởi nghiệp. Một dự án không dừng lại ở một cuộc thi, mà là sự khởi đầu hình thành nên những doanh nghiệp mới góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh. Theo tôi là cái điều quan trọng nhất là cái suy nghĩ của lãnh đạo địa phương, tức là có thể là các anh chưa có suy nghĩ là những cái bạn khởi nghiệp này là những cái bạn làm cho vui, làm chơi chơi, nhưng thực sự đó là cái nguồn để mình tạo ra những cái doanh nghiệp mới, những cái doanh nghiệp tương lai, thế hệ doanh nghiệp kế thừa cho những cái doanh nghiệp trước đó. Cho nên là cái chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của các tỉnh thì tôi nghĩ là các cái lãnh đạo địa phương cần quan tâm nhiều hơn để làm sao mình từ các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể phát triển thành những cái doanh nghiệp lớn hơn và quy mô ngày càng lớn hơn. Khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng. Ngoài tiềm lực của cá nhân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ công nhận kịp thời của chính quyền địa phương là hết sức quan trọng để tạo nên môi trường khởi nghiệp sôi động, sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.